Tôi rít một hơi xong thông điếu rồi mới đặt vào lòng lão. Lão bỏ thuốc nhưng chưa hút vội, lão cầm lấy đóm gạt tàn và bảo: "Có lẽ tôi bán con chó đi ông giáo ạ." Vua thép Trần Đình Long trở thành tỷ phú đô la không làm thay đổi cách tôi sống. Ngày quyết định khởi nghiệp vào giữa những năm 1990, ông Trần Đình Long vốn không có kinh nghiệm trong lĩnh vực thép nhưng vẫn quyết định dấn thân vào ngành công nghiệp này. Ông đặt cược vào việc Việt Nam sẽ cần nhiều thép hơn khi đất nước phát triển. Nhà sáng lập kiêm chủ tịch Hòa Phát nói trong bài phỏng vấn với tờ Bloomberg: "Tất cả những gì tôi có là đam mê và sự không sợ hãi." Vài thập kỷ sau, Hòa Phát đã trở thành doanh nghiệp cực kỳ thành công, biến ông Trần Đình Long trở thành tỷ phú đô la ở độ tuổi 59. Cổ phiếu Hòa Phát đã tăng gấp đôi vào năm ngoái khi lợi nhuận doanh nghiệp này nhảy vọt trở thành doanh nghiệp thép niêm yết lớn nhất trên cả nước. Điều đó khiến tài sản của ông Long và vợ mình tăng lên 1,9 tỷ đô la Mỹ theo thống kê của tờ Bloomberg. Ông Long sở hữu 26% cổ phần Hòa Phát. Ông cho rằng cổ phiếu của công ty không bị định giá quá cao mặc dù PE ở gần mức cao nhất trong hơn một thập kỷ nay. Ông Long nói, một quốc gia đang công nghiệp hóa phải xây dựng rất nhiều cơ sở hạ tầng. Để làm được việc đó, cần rất nhiều sắt thép. Nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng 2,9% trong năm 2020 và GDP dự đoán tăng 7,6% trong năm nay. Ông Long nói, nếu nền kinh tế tăng từ 7 đến 8%, nhu cầu thép sẽ tăng từ 10 đến 12%. Hòa Phát đã công bố doanh thu tăng 40% và lợi nhuận tăng vọt 56% trong 9 tháng đầu năm, kết thúc vào tháng 9 so với cùng giai đoạn năm ngoái. Điều này có được trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy chi tiêu cơ sở hạ tầng. Tổng đầu tư công của cả nước đạt 406,8 nghìn tỷ đồng, tương đương với khoảng 17,6 tỷ đô la Mỹ trong 11 tháng đầu năm 2020, mức cao nhất trong vòng một thập kỷ qua. Ông Long đã quay trở lại danh sách tỷ phú đô la sau khi phải rời bảng xếp hạng này vào năm 2018, thời điểm cổ phiếu Hòa Phát sụt giảm mạnh. Ông Long khởi nghiệp Hòa Phát cùng một vài người bạn vào năm 1992 như một nhà phân phối thiết bị và linh kiện xây dựng đã qua sử dụng. Năm 1996, họ quyết định dấn thân vào lĩnh vực thép. Năm 2017, công ty xây dựng tổ hợp nhà máy thép trị giá 2,6 tỷ đô la Mỹ tại Dung Quất. Hòa Phát nhắm tới phát triển tổ hợp nhà máy thép thứ hai vào tháng 1 năm 2022 và bắt đầu hoạt động 3 năm sau đó. Ý tưởng này là nhằm đáp ứng nhu cầu bùng nổ thép cán nóng của thị trường. Dự án có thể đẩy doanh thu và lợi nhuận hàng năm của Hòa Phát tăng nhiều nhất 80% so với mức hiện tại. Bà Phạm Mai Trang, một lãnh đạo tại Dragon Capital, đơn vị nắm 6% cổ phần Hòa Phát nói: "Việt Nam vẫn có mức tiêu thụ thép bình quân đầu người thấp trong khi cả nước cũng mới chỉ đang trong những bước đầu phát triển cơ sở hạ tầng. Với tổ hợp Dung Quất, Hòa Phát trở thành đơn vị thống trị trên thị trường." Khi được hỏi về thách thức với công ty, bà Trang cho rằng Hòa Phát phải thích ứng trong năm 2020 để hoạt động ở quy mô lớn hơn khi đẩy sản lượng tăng. Ngoài ra, công ty cũng phải lặp lại thành công với dòng thép cán nóng. Mặc dù tương lai ra sao, ông Long nói rằng trở thành một trong những tỷ phú của đất nước không có nhiều thay đổi về cách ông sống. "Tôi vẫn cà phê cùng bạn mỗi ngày, ở cùng một địa điểm đã gặp nhau từ hơn 20 năm trước. Mọi thứ vẫn như vậy." Từ Cà Phê Bít, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay dinhastudio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.